bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Em không biết là cái bí quyết nào mà có thể giữ được cái sự thanh xuân. Đừng có bao giờ như Quyền Linh cao khó, bởi vì mình già nhanh đúng không? Giờ em vô dòng khổ nữa, anh vui nữa nè. Mọi người hãy cười lên đi cho đời thêm tươi trẻ. Và hãy bật tivi lên để xem chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân, để mình luôn được trẻ muôn đời. Đó. Gợi ý cho đã rồi, tất cả đều sai. À, tại vậy. Một là bóng đá, hai là bóng chuyền nữ. Không, chỉ có một thôi. Một đó. Em chọn là bóng bàn. Anh là bóng bàn luôn. Ờ, cũng có thể bóng bàn lắm ta. Nữa. Có suy nghĩ lại được không? Không được. Anh Long là một người không bao giờ giữ lập trường về bất cứ cái gì hết. Đào mấy cục cưng. Cục cưng ơi, cục đi đâu người ta cũng bảo thế. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Thế tại sao cô lại trẻ thế? Nhìn rất là trẻ à, cái cô không nói là không thể nào đoán được tuổi của mình luôn. Hôm nay mới thấy được là cái nghệ thuật nó không phân biệt tuổi tác. Tôi theo cái suy nghĩ của tôi đó thì nếu mà con người mà có vận động, có làm thì cái tuổi già nó sẽ đánh xa mình. Đón xem Mãi Mãi Thanh Xuân tập 9 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.